Thanh niên đăng tải video đi du lịch chữa lành hết mình, về nhà đọc comment từ cộng đồng mạng hết hồn. Theo chủ video chia sẻ, vừa qua trong chuyến đi Lâm Đồng, anh được bạn dẫn tới hồ Bùn Đỏ ở Bảo Lâm thăm thú. Nam thanh niên vô cùng kinh ngạc, không nghĩ lại có một nơi đẹp và độc đáo đến như vậy. Trải rộng khắp chiếc hồ cạn nước là từng ô bùn khô nứt nẻ, nhìn giống như những miếng nam ma chocolate. Nắng chiếu thẳng xuống làm cho màu bùn đỏ của hồ nổi bật lên. Chàng trai thích thú, tranh thủ quay chụp, nghĩ bụng cái này up lên TikTok, khéo lại viral thành địa điểm sống ảo mới. Tuy nhiên, vì đây là hồ bùn nên trong lúc tác nghiệp, thanh niên sơ ý hụt chân xuống vũng bùn, khiến cho hai ống quần và đôi giày bê bết màu đỏ đặc trưng ở đây. Trên đường đi về, anh có ghé qua một chiếc ao nhỏ gần đó rửa ráy sơ qua, vì sợ để lâu hơn nữa thì cả người sẽ sộc lên mùi tanh. Về tới nhà, chàng trai hết gà hết số chỉnh sửa video sống ảo lẫn video hậu trường. Cứ nghĩ khi đăng lên, mọi người sẽ ồ ạt hỏi địa điểm xin kinh nghiệm đi đến đó. Vậy mà cuối cùng, nam thanh niên lại mặt mày tái mét khi tràn ngập phần bình luận là những câu nói đáng sợ từ cộng đồng mạng. Nơi bạn đến là hồ bùn đỏ bô xít Bảo Lâm, độc lắm, toàn kiềm dưới đó thôi. Với lại nó mà sụp lún là không thấy người ở đâu hết. Cái chỗ bạn rửa chân mới có một người nổi cách đây tầm tháng, hơn một tháng gì đấy. Chỗ bạn rửa chân tháng trước hay gì đó mới có một người chết đuối ở ngay đấy luôn đấy. Còn bạn có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe xong câu chuyện dở khóc dở cười của chàng trai trong video? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết về nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!